Quý vị và các bạn thân mến, bạn sẽ có thời gian 10 phút để nhìn đề và tự tính cái đường đi trong đầu mình. Anh Trung và Trúc Nhân sẽ cho tôi đại hai con số ở bất kỳ mặt phẳng nào quý vị thích và hai cái màu bất kỳ. Mời trợ lý khoa học cho anh xem bảng màu nào. Sting, vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Có màu đỏ đậm và có màu đỏ lợt nữa. Cho nên là Nhân thấy nó rất là thách thức con người ta quá nhiều. Nhân là một người học mỹ thuật, Nhân là một người nhìn màu ít có khi nào sai lắm. Nhưng mà để mà có cái khả năng ghi nhớ như thế này thì quả thật là thiên tài. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng xem các mặt phẳng. Em muốn mặt nào Nhân? Em chọn mặt B. Em chọn mặt B vì em thích Beyoncé. Em chọn mặt B vì em thích Beyoncé. Em chọn hàng mấy? Em chọn hàng 4 ô số 4 bên phải. Hàng 4 ô số 4 bên phải vì em không thích tranh cãi. Dạ. Em điền số mấy? Em điền số 8. Bây giờ tới màu nè, em chọn mặt nào? Em chọn mặt đen màu tím. Mặt đen màu tím. Em chọn hàng số 1 ô thứ 3. Tím đê. Tím đê. Vâng, tới phiên anh Trung. Chọn mặt cuối F. Mặt F. Chọn số 9. Hàng thứ 3 ô thứ 2. Hàng thứ 3 ô thứ 2 anh chọn số 9. Vâng. Và bây giờ là màu A. Mặt A. Hàng thứ 4. Hàng thứ 4 ở ô số 2. Ô thứ 2. Ô số 2. Màu đỏ đậm. Màu đỏ đậm. Cảm ơn anh. Thời gian ghi nhớ bắt đầu. Cho em xem mặt B đi à. Khi mà anh thành ra cái khẩu lệnh là trên màn hình LED á, là mọi người bắt đầu chiếu cái mặt A lên, thì Nhân thấy là cái tốc độ mà bạn kêu chuyển qua mặt B rất là nhanh. Và cái điều này làm cho Nhân kiểu là ủa, cái này có phải đang thi không? Nhân còn không tin những cái điều mà bạn sẽ sắp làm nữa mà. Cho em xem mặt F đi ạ. Cho em xem mặt D đi ạ. Quay lại mặt A đi ạ. Nhân thấy bạn xem mặt D và mặt F khá là lâu. Và sau đó thì bạn quay lại mặt A. Thì Nhân không biết rằng là bạn đang kiếm một cái đường dây gì chung giữa tất cả các mặt với nhau để mà bạn có thể làm những cái số và những cái màu. Nói chung là Nhân không thể nào lý giải được. Để giải quyết thử thách này thì đầu tiên mình cần phải quan sát thật tỉ mỉ các dữ liệu mà ban giám khảo đã đưa ra để hình thành nên các mạch liên kết. Sau đó mình sẽ tiến hành phân tích các vị trí tương quan giữa các con số và màu sắc trên khối lập phương. Đối với mình, con số 9 ở mặt F và màu tím ở mặt D gây cho mình nhiều sự khó khăn nhất. Vì mặt F và mặt D là hai mặt gần cuối để hoàn thành thử thách, nên mình đã mất nhiều thời gian hơn để tính toán nước đi ở những mặt đó. Quay lại mặt F một lần cuối đi ạ. Em xong rồi. Ok. Cảm ơn em trai, dưới 10 phút anh hy vọng gặp em lúc chiến thắng. Mời em về ghế khiêu chiến. Và thời gian bạn giải bài bắt đầu. Mặt A, hàng đầu tiên, ô đầu tiên là 2, xanh dương nhạt. Ô tiếp theo là 6, xanh lá nhạt. Ngoài cái chuyện khả năng về tính toán nhé, khả năng về ghi nhớ ngắn hạn nhé, khả năng về giải Sudoku nhé, thì bạn cũng phải có một chút xíu cái khả năng về tư duy không gian trong cái khối lập phương đó nữa. Bởi vì đó là một cái khối mang màu sắc của hình ảnh 3D rồi. Ô tiếp theo là 10, da người. Ô tiếp theo là 14, xám.
Trong cái lúc mà bạn điền á, Nhân nghĩ là cả một cái trường quay đều có một cái cảm giác chung, đó là rất là hồi hộp và kiểu như là ngộp thở luôn á. Tại vì bạn chỉ cần điền sai một số hay là bạn gắn sai một màu thôi thì coi như là bạn không vượt qua được thử thách, và những cái mà bạn nói và những cái sự tự tin của bạn nó sẽ theo mây khói hết. Hàng thứ hai, ô đầu tiên là 3 trắng. Ô tiếp theo là 7 đen. Ô tiếp theo là 11 nâu. Ô tiếp theo là 15 xanh dương đậm. Hàng thứ ba, ô đầu tiên là bản thân Lâm Nhật Thịnh giống như là tuyển thủ đang chơi cờ thì nhìn vào một cái quân cờ ấy, thì trong đầu đã phải hiện ra rất là nhiều các nước đi và phải cân nhắc và tối ưu hóa xem là đi cái nước nào và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cục diện toàn cục ra sao. Mặc C. Hàng đầu tiên, ô đầu tiên là 13 xanh dương đậm. Ô tiếp theo là 1 trắng. Ô tiếp theo là 5 đen. Ô tiếp theo là 9 nâu. Hàng thứ hai, ô đầu tiên là Nhân thấy bạn có đưa tay lên và bạn viết, bạn vẽ cái gì trong cái tâm thức của bạn á, Nhân có cảm giác như rằng là bạn đang dựng một cái 3D lên trước mặt của mình. Và sau đó bạn tự đặt để những cái con số lên và bạn tự làm giải cái bài toán trong cái đầu tưởng tượng của mình hết luôn á. 15 xanh lá đậm. Ô tiếp theo là 3 tím. 7 đỏ đậm. Ô tiếp theo là 11 vàng đậm. Hàng thứ tư, ô đầu tiên là mình đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng những chiến thuật giải đề rất cụ thể và chi tiết. Nhật Thịnh phải kết hợp rất nhiều kỹ năng cùng một lúc để nhận diện chính xác từng số mà không trùng lập bất kỳ một ô màu nào. Đúng kiểu giống như là sổ số vậy đó, không có một cái sự do dự nào trong từng con số, biết là tới cái ô đó phải là số đó và phải là màu đó. Phương pháp tối ưu nhất trong thử thách này là mình sẽ chia các con số và các màu sắc theo những cụm bằng nhau và đặt lên những nước đi. Sau đó ở các nước đi tiếp theo mình sẽ thay đổi và đảm bảo các yếu tố đó không bị trùng. Cái việc mà đi các cái bước màu như thế nào ở từng mặt theo những cái quy luật nào để đảm bảo là không có một cái sự lẫn lộn để mà tạo nên những cái khó khăn ở trong những cái hàng cột, thì phải có một số các cái nguyên tắc để cho các bạn ấy đi. Nhiệm vụ giờ đây có lẽ trở nên bất khả thi hơn bao giờ hết khi mà đã hơn 30 phút, nhưng Nhật Thịnh vẫn còn rất nhiều ô màu chưa hoàn thành. Mặt B, hàng đầu tiên, ô đầu tiên là đối với mình, mặt cuối cùng của khối lập phương, tức là mặt B, là mặt khó khăn nhất. Vì mặt B chứa những dữ liệu cuối cùng mà mình cần phải điền vào, thì mình cần phải ghi nhớ thật kỹ các màu sắc và con số mình đã điền ở các mặt trước để đảm bảo rằng không bị trùng màu, không bị trùng số ở mặt cuối cùng này. Hàng thứ hai, ô đầu tiên là 9 cam, 16 hồng, 13 nâu, 4 xanh dương đậm. Chúng ta nhìn thấy là khi mà giải tổng thể là không bao giờ có một cặp số và màu là nó trùng nhau trong cả 96 những cái ô như thế này. Thí dụ như số 1 ở ô này đã là màu trắng thì số ô khác nó phải màu cam hoặc màu hồng thì nó không được trùng lập với nhau. Tức là cái độ ghi nhớ và sắp xếp cái sự logic cho cả nguyên khối lập phương này của Nhật Thịnh rất là đáng nể luôn. Hàng thứ 3, ô đầu tiên là 7 tím. Ô tiếp theo là 6 đỏ đậm. Ô tiếp theo là 3 xanh dương nhạt, 2 xanh lá nhạt. Hàng thứ tư, ô đầu tiên là 5 trắng, 12 đen, 1 đỏ nhạt. Ô cuối cùng, là 8 vàng nhạt.
Em cho đáp án ạ. Đó là tự tin. Quý vị và các bạn thân mến, và bạn đã hoàn thành. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được cảm ơn bạn Chu Đình Trung đã viết ra cái phần mềm này để hỗ trợ trong việc tìm kiếm ra siêu trí tuệ mới. Thời gian bạn hoàn thành bài thi là 38 phút thưa quý vị. Với 38 phút bạn ấy ngồi, bạn ấy làm cái tất cả những bảng màu xanh đỏ tím vàng các loại không hề nhìn. Tôi bảo là cái ranh giới giữa thiên tài và người bình thường đánh dấu ở đâu? Trễ hơn 3 phút so với bạn đưa ra. Không đáng kể. So với lại những cái phần thi ở môi trường quốc tế khác thì mình vẫn có một khoảng cách xa. Cho dù 3 phút hay 5 phút thì bạn cũng đã rất là giỏi rồi. Cái quan trọng hơn hết đó là chiến thắng bản thân mình. Chưa biết là thành công hay không nha, nội cái việc bạn hoàn thành được đã là một thử thách rồi. Chúng ta sẽ khai triển nó ra thành hình 2D để quý vị dễ nhận diện. Xin mời. Wow. Trên nguyên một cái khối lập phương đó, dàn cái khối lập phương ra thì hàng dọc, hàng ngang, hàng xéo hay là hình tròn gì nó cũng phải đúng nữa. Cho nên là Nhân cảm thấy cái điều này nó vượt ngoài cái tầm tưởng tượng của Nhân rồi. Chúng ta sẽ sổ mặt A, C, E, F và đến mặt BD của Trúc Nhân sau. Kết quả mặt A. Chính xác. Kết quả mặt C. Chính xác. Rồi Thịnh ơi, khi mà Nhân thấy hai cái mặt đầu tiên mà nó chính xác từng con số và nó đúng từng màu như vậy á, nói thật nha, Nhân không nghĩ bạn làm được. Kết quả mặt tiếp theo. Chính xác. Chưa hết. Chưa hết, còn. Trời ơi, giỏi quá, giỏi quá. Chúng ta xét hàng ngang. Giỏi quá. Khi mà sổ hàng ngang á, Nhân có thấy Thịnh chắp tay lại như Thịnh cầu nguyện một cái điều gì đó. Không phải tất cả trường quay xung quanh đều ngộp thở đâu, mà Nhân nghĩ là Thịnh cũng đã rất rất là căng thẳng. Chính xác. Yes. Hàng dọc. Chính xác. Đường vòng tròn. Chưa hết. Chưa hết, đường vòng tròn. Chúng ta xét đường vòng. Kiểm tra tổng thể. Đúng chắc rồi. Chính xác. Yeah. Trời ơi, Thịnh ơi. Bây giờ mới chúc mừng thử thách thành công. Nhân nghĩ là không phải bản thân mình đâu, mà tất cả mọi người trong trường quay đều rất là vỡ òa. Mà Nhân nghĩ là trong Nhân còn có một cảm giác nữa, đó là Nhân siêu siêu thán phục bạn ấy luôn á. Không bỏ công chúng tôi ngồi đợi em tới giờ này. Chính xác. Những con mắt này không còn mở lên được nữa. Mà nếu trong giờ phút này mà bạn làm sai giận lắm. Quý vị nhìn đôi môi tóc tiên, nó còn dính cái vương vấn của một tí xíu nước lèo của mì Ba Miền. Em nó có nạp một tô trong thời gian chờ đợi. Và thưa quý vị, anh Chí Trung đã kịp thời làm một chai xì tin vị cà phê. Và cho tới bây giờ năng lượng anh đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mời anh nói đôi lời với bạn nhỏ. Không biết nói gì. Bái phục. Bái phục.
Ví dụ tất cả những người thiên tài mà trong những bộ phim của chúng ta được xem thì nó phải có một cái ánh hào quang nhất định trên đầu chứ, hay nó có một cái gì thần thái lấp lánh ở đôi mắt chứ. Không, nhưng mà với Nhật Thị thì tôi cũng hiểu cái khả năng siêu nhiên ý nó nằm ở chỗ nào trên cơ thể con người. Chụp nhận. Sao em lại đặt cho em cá con ha? Em là một con cá khổng lồ. Cá bự. Em cần bơi ra ngoài cái đại dương bao la kia. Dạ em cảm ơn. Em phải thi đấu quốc tế em ơi. Chưa có một sợ hãi nào toát lên trên ánh mắt này. Cái này là cho chị kép em tí xíu nha. Tức là em đã làm rạng danh những dân học trường Lê Hồng Phong giống như chị. Ok, Lê Hồng Phong. Ừ, thắng rồi đó. Có gì muốn nói không? Cảm xúc của em bây giờ rất là khó tả. Em cảm thấy rất là vui khi công sức của mình trong suốt nhiều tháng qua được đền đáp. Sao gọi là trong suốt nhiều tháng qua? Em đã làm gì trong thời gian đó? Đây là một thử thách có phần em làm khó mình. Ban đầu chỉ có một con số và một màu là dự kiện ban đầu thôi. Thì em cảm giác mình chưa xứng đáng. Chưa đủ phê. Và em đã quyết định mạo hiểm là em nâng lên hai số và hai dự kiện màu ban đầu. Mọi người có lẽ cũng chỉ nghĩ là hơn có một số và hơn một màu thì cái độ khó nó thế nào. Nhưng đối với em, nó tăng gấp theo cấp số nhân. Nó rất khó. Trước đó mình đã thất bại rất nhiều lần. Và rất may mắn rằng ở gần thời gian ghi hình thì mình đã phát hiện và sửa đổi tất cả những lỗ hổng mà mình đã mắc phải. Và em đã vượt qua bản thân mình. Em rất là vui. Yes. Hay quá. Một cái tinh thần của một chiến binh thực sự luôn á. Tức là không ngại khó, không ngại thử thách. Và một khi đã tập trung vào cái gì thì cứ đi theo cái mục tiêu đó mà làm. Giỏi quá trời. Thưa quý vị, hãy cùng xem điểm số giám khảo khoa học dành cho bạn là bao nhiêu. Một 135 điểm thưa quý vị, gần như tuyệt đối. Mời anh Nam giải thích về số điểm mà anh gửi tặng cho bạn là 9 ạ. Chúng ta nhìn thấy là có 94 ô số và màu bạn phải giải quyết ở trong cái thử thách này. Nó tạo nên là 256 tổ hợp màu. Và không những thế thì lại phải tạo ra được tất cả những cái đường hàng ngang, đường hàng dọc và đường vòng tròn. Làm cho cái phương trình này nó trở nên là phức tạp hơn gấp nhiều lần so với cả cái việc mà chúng ta chơi Sudoku truyền thống. Bản thân Nhật Thịnh cũng đã dùng một cái khoảng thời gian mà dưới 10 phút để tính toán. Cái điều này làm ấn tượng tất cả những vị giám khảo. Và tôi nghĩ rằng là 9 điểm cũng là một điểm số rất là cao và phù hợp với cả cái thử thách mà ngày hôm nay bạn đã chinh phục. Cảm ơn anh. Mình mong ở vòng 2 mình sẽ gặp được một đối thủ xứng tầm. Chiến trường quốc tế chưa bao giờ lệch ra khỏi mục tiêu của mình. Cái sự kiên định với mục tiêu mà Thịnh đề ra như vậy nó ở một khía cạnh nào đó làm cho Tiên liên tưởng tới Việt Hoàng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời nghệ sĩ Chí Trung sẽ đại diện cho chương trình gửi tặng bạn chiếc cúp danh dự. Chào đón bạn, thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Anh chỉ như thế, chẳng dám đi xa. Dạ, chắc cảm ơn bác ạ. Chúc mừng em. Dạ, chắc cảm ơn bác. Mời em tiến về nơi em thuộc về. Tôi đây thật phi thường. Tôi bây giờ đây. Tôi là chính mình, người ngứa xa ngước nhìn. Nhập tôi đây thật phi thường. Nhập thật, nhập thật, nhập thật, nhập thật, nhập thật, nhập thật. Khi ánh sáng chiếu vào, tôi như ánh sáng. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.